Mọi nhà đang xem kênh YouTube Nóng Cơ Đăng Hà nhá. Hôm nay Nóng Cơ Đăng Hà mới về mấy con xe này, mà trời đang mưa này. Cũng quay sơ sơ và báo giá cho anh em, ai có nhu cầu thì liên hệ nhá. 4508 và 3408 em mới về nhá. 34 về thì đã có khách nhận rồi, còn 458 em mới về luôn này. Xe trời đang mưa nhưng mà cố gắng làm thì video cho anh em nhá. Đó là 3408 à 4508 em mới về này. Trời mưa quá anh em ơi. Anh em ai có nhu cầu thì đợt này con này về rất là đẹp nhá. Anh em muốn không sơn giòn thuốc thì em giao lưu cho anh em con là 120 triệu nhá, là không sơn giòn thuộc chi cả nhá. Đây mấy con em mới về đây, em đang mở đường rửa dựng lại đây. Anh em ai có nhu cầu con nào thì nhá, 458 em mới về bên ngoài nha, trời mưa to quá nha. Anh em ai có con đó em giao lưu cho anh em 120 triệu nhá, để đâu không nhá. Đó, anh em muốn con này nó không sơn giòn thuộc bất kỳ điểm nào nhá. Cũng hơi buồn nên mới rửa ra mà trời nó mưa gió, em cố gắng làm video cho anh em. Anh em ai cần cua trả lời 143 này. Hôm nay thì em mình chuyển giá cho anh em nhé, giá lưu cho anh em 120 nhé, đã cực kỳ đẹp luôn này. Rồi em về ba con đường 508 thì gơ lơ đô em đã bàn giao nhá, Isuzu đâu cũng đi hết các bạn ra nhá. Rất nhiều anh em tin tưởng ủng hộ Nóng Cơ Đăng Hà tiếp tục thời gian quá nhá. Isuzu TL 2500 mình cũng bàn giao rồi nhá. Một số xe con này đây anh em ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nhá. Mitsubishi MT-GO gấu cabin máy lạnh nha anh em nhá, 105 triệu nhá. Anh em ai có nhu cầu thì tự dừng em nói nhá. Cabin này làm đây thì em đã làm xong rồi nhá. MT-GO dán má là được chặn dán cầu nắm giật cầu tay cận vụ FX32 nhá. Em cũng bảo quá cho anh em luôn, con này 75 triệu nhá. Móc cầu sổ cái con ok cho anh em mình kiểm tra thoải mái này. Shibura đây 28 hẹp nhá. Anh em được em giảm giá con này cho anh em luôn này, giảm xuống cho anh em mình 90 triệu nhá. Giảm Shibura đây 28 hẹp xuống 90 triệu này. Bên ngoài trời mưa nên hơi ồn thì anh em nhá. Mấy anh em ở Madarak hay là ở Esup thì lên cửa hàng mình đợi 4508 nhá. Đấy mình đã về rồi, anh em xem video thì nhanh tay lên nhá. Thì con nào được em về bắt rẻ thì em bán rẻ thôi nhá. Con này giao lưu anh em 120 triệu là 4508. Tải rất đẹp nhá. Và cái 2801 bây giờ em cũng giảm giá luôn này. Em bán cho anh em 50 triệu nhá. 50 triệu 3001 giao lưu anh em 65 triệu nhá. Đó rất đẹp. Đẹp hạt 535 anh em nhá. À 454 nhá. Còn này bên em giao lưu anh em mình giảm giá cho anh em 5 triệu con 70 nhá. Máy móc câu sổ ring. Xe này là máy mới, nhà máy đặt ở Nghệ An cả nhà nhá. Giá của nó là 270 triệu nhưng không ít đâu nhá. Nhưng bây giờ em bán cho anh em mình 70 nhá. Máy móc câu sổ là ring như cả nhà này. Giao lưu cho anh em là 70 triệu. Anh em Lâm Đông này, em ơi, anh em ơi bác này đang tìm anh em ai nhanh tay thì sở hữu được con 325 nhá. 325 nha. 23 anh em nhá. Anh em ở ngoài Bắc còn có này, ở Lâm Đông còn có này. Ai nhanh tay được thì em bán anh em cũng đẹp nhá. Em được con này thì em sẽ để cho anh em mình con khác nhá. Đi 24 không bao dưỡng câu sống rồi này. Hôm nay có những hầu thì cũng như thế nhá. Giá như từ 65 triệu anh em nhá. Giảm mà 30 giảm giá bán anh em 70 này. Được rồi, giảm giá con em nhá. Giao xe rất là nhiều rồi nha. Mười bảy tháng bốn tháng một nghìn
đơn giản nhé. Hôm nay cảm ơn câu của chị Liên Hương là anh em đang làm việc con đợi nha. Và em quay sơ về con Minh Tống này. Đây mưa gió quá anh em ơi. Mitsubishi một cái số rất là đẹp ở nhà nhé. Mắm được cảm được quá cực kỳ đẹp luôn. Có 105 triệu là được sở hữu em này nhé. Mắm dành về rất là đẹp luôn. Riêng theo xe này nhé. Em định dành cái quấy chi tiết thân con cho anh em mình xem nhé. Em Mitsubishi MT32 rất là đẹp. Em cũng đang trên đường V4508 nhé. Anh em hãy cầm đi đường cho hai nhé. Nãy con một con mới về ngay, nãy con này con kề tiệt nhé. Cả ưu đại cho anh em mình thôi. Thôi cũng mưa gió rồi, em không quay được nhiều. Nên thôi, thời lượng thả dài rồi, nóng cơ đang hai. Chúc toàn thì anh em có nhiều sức khỏe nhé. Thì anh em mình lại trong những clip tiếp theo nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.